Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Quỳnh Nhai được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Mở đầu trang cơ sở ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn gương người tốt việc tốt với nhan đề hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thời gian qua trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La đã có nhiều tấm gương hội viên phụ nữ cần cù, chịu thương chịu khó, tích cực trong học tập, lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị Lò Thị Thương, hội viên chi hội phụ nữ bản Nong, xã Nam Ét, huyện Quỳnh Nhai là một trong những điển hình ấy. Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo xã Triềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, sau khi lập gia đình về nhà chồng tại bản Nong, xã Nam Ét, huyện Quỳnh Nhai, cuộc sống vợ chồng chị gặp rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng đã phải xoay sở nhiều nghề để có tiền trang trải cuộc sống. Với quyết tâm vượt khó, chị đã trăn trở tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế nhằm cải thiện cuộc sống. Nhận thấy trồng cây ăn quả phù hợp với địa hình, khí hậu nơi sinh sống, chị Thương đã bàn bạc với gia đình chuyển đổi 6.000 m2 đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cam và bưởi da xanh. Chị chia sẻ, năm 2018, gia đình đã mạnh dạn vay mượn đầu tư 140 triệu đồng để mua cây giống, phân bón. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nên năm đầu thực hiện mô hình, cây cam và bưởi của gia đình phát triển chậm, nhiều sâu hại. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, được tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình ở địa phương khác đã giúp cho bản thân chị có nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào trồng trọt và chăm sóc cây ăn quả của gia đình. Hiện gia đình chị đang trồng và chăm sóc 100 cây bưởi và 400 cây cam. Cây sinh trưởng và phát triển tốt, đã ra quả và chuẩn bị cho thu hoạch. Ước tính vụ thu hoạch năm 2022, trừ chi phí, gia đình thu nhập khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Gia đình tôi trồng cây cam, bưởi từ năm 2018 cho đến nay. Và năm đầu tiên thì cũng chưa có kinh nghiệm nên là cây cam nó không được tốt lắm. Nhưng sang năm thứ hai thì qua tìm hiểu trên TV, trên báo, trên đài thì tôi cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và chăm sóc cây cam, cây bưởi nó được tốt hơn. Và từ cái mô hình của gia đình tôi thì tôi cũng đã chia sẻ cho nhiều chị em phụ nữ hội viên trong bản và đã phát triển ra được nhiều mô hình trồng cây ăn quả và đã đạt được hiệu quả kinh tế cao và giúp các chị em xóa được đói giảm được nghèo. Ngoài việc tích cực đi đầu trong thực hiện trồng cây ăn quả trên đất dốc ở địa phương, gia đình chị Thương còn trồng hơn 1.000 m2 cỏ voi, nuôi thêm 2 con bò nhốt chuồng và nhiều gia cầm khác. Chị cũng thường xuyên trao đổi, chia sẻ cách làm ăn kinh tế hiệu quả để các hội viên khác cùng làm theo. Từ năm 2018 thì gia đình chị Lò Thị Thương có đầu tư trồng bưởi da xanh và cam. Thì trong những năm đầu thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì chưa có kinh nghiệm, nhưng mà đến năm sau thì hiệu quả thì khác rõ rệt. Và chị Thương cũng chia sẻ kinh nghiệm cho những chị em phụ nữ chúng tôi học tập và noi theo. Và gia đình tôi cũng mạnh dạn là cũng trồng gần 1.000 cây cam, cây bưởi da xanh. Cũng từ đó thì đời sống kinh tế cũng được cải thiện rõ rệt. Bằng nghị lực vươn lên và sự cần cù chăm chỉ của chị Thương cũng như các hội viên phụ nữ trong bản đã và đang tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo của địa phương. Chị Lò Thị Thương là đảng viên trong chi bộ, đồng chí cũng phát huy được về phát triển kinh tế. Thứ nhất là về trồng cây có múi trên đất dốc, thứ hai là về trồng ngô sắn thì đồng chí cũng làm được theo bà con. Đồng chí với lại là tham gia bên hội viên hội phụ nữ bản, đồng chí cũng làm gương cho hội phụ nữ bản để học tập noi theo để trồng cây có múi trên đất dốc để cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Từ sự thành công mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc của gia đình chị Thương, nhiều hộ gia đình trong xã, trong bản cũng đã và đang tích cực làm theo. Hiện toàn xã Nam Ét có 14,6 ha diện tích cây cam, cây bưởi với 14 thành viên và một hợp tác xã tham gia. Năm 2022, mô hình trồng cam và bưởi của gia đình chị Thương được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lựa chọn để đăng ký tham gia mô hình dân vận khéo.
Trong những năm gần đây thì nhờ có sự hiểu biết và tìm hiểu thêm ở trên TV, các mô hình khác thì nhiều chị em đã biết áp dụng vào khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như có chị Lò Thị Thương, hội viên phụ nữ bản Nong, phát triển kinh tế bằng trồng cây ăn quả như cây cam này, bưởi da xanh đấy. Ngoài ra còn có một số hội viên khác ở trong chi hội bản Nong này, ví dụ như hội viên Quảng Thị Biêng thì cũng có mô hình trồng cam và bưởi da xanh. Tới đây thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì tiếp tục tuyên truyền cho nhiều chị em khác và nhiều hội viên khác là để nhân rộng mô hình này. Và đồng chí Thương thì cũng là một cái gương điển hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đăng ký với cấp ủy mô hình dân vận khéo trong năm 2022. Mặc dù tất bật với công việc gia đình, thế nhưng chị Lò Thị Thương vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động của xã, của bản, luôn gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương. Gia đình chị trong nhiều năm liền được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Có thể nói, chị là tấm gương sáng để chị em phụ nữ trên địa bàn học và làm theo, tạo phong trào thi đua sản xuất giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, góp phần xây dựng xã Nam Ết, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, gia đình có vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển xã hội, là môi trường quan trọng nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, tạo ra nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định được tầm quan trọng đó, những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai luôn tích cực tuyên truyền và phát triển sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ trong huyện phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó giúp hội viên nâng cao vai trò và khẳng định vị thế trong gia đình, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian qua, việc vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai tập trung triển khai thực hiện. Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, vận động chị em phát huy vai trò người xây tổ ấm no đủ, hạnh phúc. Điểm nhấn của hội trong vận động hỗ trợ chị em xây dựng gia đình hạnh phúc là đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Hội đã tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình, không vi phạm pháp luật, hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức các cái hoạt động như là thực hiện rà soát, khảo sát phụ nữ nghèo làm chủ hộ để có các cái giải pháp như là hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay và hỗ trợ cây trồng vật nuôi, và đặc biệt là tổ chức các cái hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện. Và tính đến nay thì Hội Phụ nữ huyện cũng đã ký kết với hai ngân hàng thực hiện chương trình phối hợp là trên 80 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1.640 thành viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xác định được điều này, những năm qua, gia đình bà Vì Thị Trướng ở xóm 5 xã Mường Giàng cùng nhiều gia đình hội viên phụ nữ khác trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai luôn lấy đó làm thước đo trong giáo dục con cháu, xây dựng gia đình hòa thuận, động viên các thành viên trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương. Đặc biệt là từ khi phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Gia đình bà luôn tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung tiêu chí và đi đầu trong các phong trào của địa phương. Hồ hớn khỏi dù đời bàn được khôn ấy có anh hát bèn cằn bó lũ sòn làn. Để nuôi dạy con tốt, ông bà, cha mẹ phải là tấm gương để con cháu noi theo. Hiện tại, các con cháu của tôi đều ngoan ngoãn, lễ phép, có công việc ổn định. Đây chính là niềm hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi luôn vận động con cháu thực hiện theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia công tác xã hội.
tuyên truyền, vận động con cháu cùng với bà con trong bản thực hiện xây dựng gia đình văn hóa. Giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống trong gia đình là việc làm cần thiết để xây dựng một gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc. Vì vậy mà các thành viên trong gia đình và bản thân tôi thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng và luôn giáo dục con không ngừng học tập, cùng duy trì sự thống nhất trong gia đình. Và các thành viên trong gia đình thì luôn quan tâm và giúp đỡ nhau. Nhờ có sự hòa thuận và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình nên là gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ. Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Giàng đã triển khai chương trình kế hoạch tới 100% các chi hội. Các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Vận động chị em phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, hội xác định nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên bắt đầu từ việc giúp phụ nữ chủ động phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Hội đã phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuyên truyền vận động chị em chuyển đổi sang các mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập cao như mô hình trồng rau an toàn, trồng nấm, trồng cây ăn quả trên đất dốc, nuôi cá lồng bè, v.v. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác. Tổng dư nợ tính đến nay là trên 9 tỷ 817 triệu đồng cho 8 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo việc làm cho 316 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Giàng thì có 14 chi hội bản xóm với hơn 1.750 hội viên sinh hoạt. Để giúp hội viên phụ nữ nâng cao các kiến thức, kỹ năng, tổ chức cuộc sống gia đình thì hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các chủ trương của Đảng và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua nhiều hình thức như là nói chuyện chuyên đề này, kỷ niệm này, gặp mặt sinh hoạt câu lạc bộ và liên hoan văn nghệ giúp nhau phát triển kinh tế. Với những nội dung hoạt động thiết thực, toàn diện, các phong trào thi đua ngày càng phát triển, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng tham gia và thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ trong toàn xã. Bên cạnh đó thì cùng với hội viên tuyên truyền cho chồng, con và người thân cùng hưởng ứng. Vì thế những thành viên trong gia đình của các chị, em đều hòa thuận nhau hơn, ông bà cha mẹ luôn mẫu mực, con cháu ngoan hiền, hiếu thảo, góp phần kéo giảm các tệ nạn xã hội ở địa phương và tình làng nghĩa xóm cũng trở nên gắn bó và trợ giúp nhau nhiều hơn. Với phương châm lấy gia đình làm trung tâm, phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc đã được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Qua đó đã phát huy được vai trò tích cực của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc cùng tiến bộ. Để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức các cái hoạt động như là rà soát, khảo sát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có các cái giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn vay và cây giống, cây trồng vật nuôi và thực hiện các cái hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bằng tổ chức tập huấn các cái lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và thực hiện rà soát khảo sát phụ nữ nghèo làm chủ hộ để có các cái giải pháp như là hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay và hỗ trợ cây trồng vật nuôi và đặc biệt là tổ chức các cái hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện. Và tính đến nay thì Hội Phụ nữ huyện cũng đã ký kết với hai ngân hàng thực hiện chương trình phối hợp là trên 80 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1.640 thành viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Với nhiều hoạt động thiết thực, hàng năm trên địa bàn huyện có hơn 85% gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tại khu dân cư. Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng đi vào chiều sâu. Nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng được nâng lên, tích cực quan tâm, nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp chung cho sự phát triển của địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Quỳnh Nhai. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các trang cơ sở lần sau. Xin kính chào, tạm biệt.